Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Yên Mạc phối hợp với Quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật và dòng họ Phạm tổ chức lễ đón bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, nhà thờ họ Phạm Nhàn Ngu và nhà bia tưởng niệm danh nhân Phạm Thận Duật. Di tích là nơi thờ tự, tưởng niệm tổ tiên của dòng họ Phạm Nhàn Ngu, đặc biệt là cụ Phạm Thận Duật, hậu duệ đời thứ 10 của dòng họ. Ông là một nhân vật điển hình, ghi dấu ấn thời đại, là vị quan liêm chính, tài năng của triều đình nhà Nguyễn nửa cuối thế kỷ thứ 19. Không những là một nhà chính trị, quân sự, ngoại giao, người làm thủy lợi tài giỏi, mà còn là nhà giáo, nhà văn hóa lỗi lạc. Trong suốt cuộc đời làm quan 35 năm, ông đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau, đóng góp nhiều công lao cho quốc gia, dân tộc. Với quê hương, ông là người con ưu tú của dòng họ, tấm gương sáng về nhân cách cao đẹp, tài năng đức độ, tri thức uyên bác. Việc nghiên cứu, xây dựng hồ sơ và xếp hạng di tích lịch sử văn hóa nhà thờ họ Phạm Nhàn Ngu và nhà bia tưởng niệm danh nhân Phạm Thận Duật có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh, tri ân công lao của các bậc tiền nhân, làm giàu thêm tư liệu về các nhân vật lịch sử, về các dòng họ, sự hình thành làng xã ở Yên Mạc nói riêng, bổ sung thêm tư liệu và nghiên cứu lịch sử văn hóa, con người Ninh Bình nói chung, qua đó làm phong phú thêm hệ thống di tích, phục vụ đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương.